Mai. Dạ. Đợi Lan tí nha, Lan đi toilet. Dạ, chị đi đi. Lan bỏ qua điện thoại. Ủa, mà cái bóp Lan để đây đâu rồi? Kìa, cái chị kia. Sao tự nhiên cô lấy bóp của người ta vậy? Chị nói tôi hả? Không chị thì là ai? Nhưng mà tôi không có lấy cái bóp này, là tôi nhặt nó ở dưới đây lên nè. Chị hiểu không? Cái bóp của tôi nó ở đây, nó văng ra đây. Chị nói chị nhặt là nhặt làm sao? Đúng rồi đó, vừa ăn cắp còn la làng. Chị đừng có vu khống tôi như vậy nha. Tôi đã nói là tôi nhặt cái bóp này, chứ tôi không có lấy cái bóp này. Thôi, hai chị có chối nữa vậy? Trả cái bóp đây cho tôi. Vậy cô giải thích đi. Tại sao cái bóp nó nằm chỗ cô? Vậy chị có bằng chứng chứng cứ gì để tôi ăn cắp cái bóp này không? Vậy tại sao cái bóp nằm bên chỗ cô? Thì tôi đã giải thích với cô rồi là tôi nhặt từ dưới đất lên, chứ tôi không có lấy cái bóp này. Hay cô có hiểu không vậy? Thôi đi Mai. Dù sao thì bóp cũng đã lấy lại được rồi. Thì mình cũng đâu có bằng chứng mà buộc tội người ta. Những người như vậy á, trước sau cũng bị quả báo nhãn tiền thôi. Đúng rồi đó chị. Thôi mình đi về đi chị, ở đây chướng mắt quá. Mọi người ơi, mọi người ơi, giới thiệu với mọi người, đây là chị Lan, giám đốc của chúng ta. Còn đây là Mai, thư ký mới của chúng ta. Rất vui được làm việc chung với mọi người, mong mọi người giúp đỡ ha. Chị, mình đi con nhỏ hôm bữa quán cà phê kìa chị. Thôi, chị qua thì cho qua đi. Mọi người ơi, có ai thấy bật đồ ăn của Huy đâu không? Sao mới mua mà bị mất tiêu rồi? Đâu kiếm kỹ coi, chắc não cái vàng rồi quăng đâu rồi kiếm nữa. Chứ bật đồ ăn ai thì lấy cho nội. Ông này hay nghĩ là ba đồ quỷ ai lấy. Đâu người ta ăn hết của ông rồi, giờ lấy bằng chứng gì đâu mà nói. Hôm bữa con nhỏ kia nó cũng lấy cái bóp của chị Lan, xong cái chối đây chối đẩy kêu là không có lấy. Mọi người nhớ cẩn thận nha. Ủa Bích, đang ăn bánh của ai vậy? Bánh của tao, thằng này. Mày vô Thiên Chúa luôn á. Đây là bánh của tao, mày có hiểu không? Trả nè. Nhầm xíu thôi mà, làm gì ghê vậy? Nhầm cái quần. Cái quần tao lỏng. Bị mất đồ giống tôi không? Sao tôi mất đồ ăn hoài vậy nè? Trời ơi, tao mất đồ ăn mà hai cây son của tao lên đường rồi. Có mấy cây giếp, mấy cây cước chỉ hơi mất tiền một xíu thôi. Mà cũng mất tiền. Ủa cái bóp rồi nè. Rồi. Mất tiền cái bóp rồi, rồi để đi xét camera nha. Camera hư rồi, chưa sửa.
Ủa, có chuyện gì mà mặt ai cũng hốt hoảng như gà mất thóc vậy? Bộ mất gì nữa hả? Mất hết rồi. Đó, tôi nói mọi người mà mọi người đâu có chịu nghe. Hôm bữa cái bóp của chị Lan là con Bích nó lấy. Bởi vậy mọi người phải biết giữ đồ đạc nha, để mất đó. Con nói ai ăn cắp vậy hả? Tôi nói là tôi nhặt được cái bóp đó. Con không hiểu hả? Ê Bích, hôm bữa mày lấy lộ bánh của tao ăn á, hôm nay mày lấy lộ cái gì nữa không? Mày, cô gì vừa phải phải thôi nha, cô đừng có ngậm máu phun người. Cô coi phim Lật Mặt chưa? Hay là để tôi tái cô Lật Mặt giống như trong phim? Thì con sao tôi nói vậy thôi. Hôm bữa quán cà phê có tụi tôi à, cô không lấy thì ai lấy? Có chuyện gì màu mà vậy? Chị Lan ơi phòng bọn em dạo này mất đồ tùm lum hết chị Lan ơi. Ồ, em bị mất hết trơn mấy cái nhíp mấy cái thuốc thôi. Em mang cái giòn cũng đi luôn vậy. Mọi người đang nghi á là có Bích nó lấy. À, mà hồi nãy á con Bích nó đòi tát Lật Mặt. Con Mai rồi đấy chị. Thôi đi, chưa có chứng cứ thì đừng có vu oan giá họa cho người ta. Nhưng mà chị ơi, mà chị để càng lâu á, mất càng nhiều đồ đó chị. Đúng rồi đó trời. Chị ơi thôi, chuyện này để chị giải quyết sau. Mọi người lo làm việc đi. Mai, đi về phòng với chị. Nhưng mà chị, hôm nay ta mà không đòi lại bệnh bán nha, là ăn hết của tao rồi. Đòi lấy lộn của tao á. Trời ơi, bữa hổm nó khen cái son của chị đẹp á, chị nhớ không? Màu son của nó lắm đi. Chén màu son, hai cái son tao bị mất luôn. Trời ơi, còn bữa hổm mà cũng qua đây nè, mân mê mấy cái giếp nghe thứ cho em nè. Chắc tao chuyển chỗ ngồi mày, ghê quá. Giếp em còn cái quần nó bận luôn á. Mọi người thôi đi, không phải em làm. Dạ. Tao phải chịu chỗ. Mày qua đây ngồi. Mọi người ơi, Huy mới mua được thỏi son phiên bản đặc biệt, cực kỳ giá trị nha. Tặng là dân thính chắc. Trời ơi, tao mới mất hai cây son mà chưa tỏ, mà còn mua son hả mày? Kệ tôi tặng bạn gái tôi. Nhưng qua nhìn bạn. Đi ăn cơm, sắp hết giờ ăn trưa rồi. Lát vô xem. Từ từ, đi ăn nè. Mọi người ơi, Huy mất thỏi son rồi. Có chuyện gì vậy? Huy mất thỏi son quý rồi. Có chuyện gì đây? Chị Lan, em là mất thỏi son. Bích của con nó có lấy không? Ủa, Bích mà Bích, tôi biết gì đâu mà mọi người hỏi. Ủa Bích, dạ? Sao cái môi em sưng đỏ vậy? À, chị, chắc là lấy nhầm son của người ta xài nên bị dị ứng đó chị. Tôi bị dị ứng á, là do tôi. Còn chị không tin tôi mà chị đổ lỗi cho tôi á, thì là do chị rồi. Thôi được rồi, mọi người ơi. Hay là Bích cho mọi người xét túi đi. Sao mà xét túi của tôi được? Đây là túi của tôi mà. Đúng rồi đó mọi người ơi, ai đâu mà lấy son 5 e bỏ vô trong bóp cho mọi người kiểm tra vậy? Bích ơi, thôi bà cứ cho mọi người xét túi đi, để rồi còn đi khám cái môi nữa. Đúng rồi đó, đưa đây đi. Đưa đây, cái hương của tôi mà. Một thỏi son. Không phải son của tôi, đây là hàng dởm. Chị Lan,
Thật sự ra người lấy là ở đây. Chị Lan thấy Mai lén lấy bóp của chị ấy. Tôi cũng tình cờ thấy Mai lén lút lấy dấu mấy thỏi son cũng như mấy cây bút và thước của mọi người ở đây. Nên chị Lan đã cùng tôi lên kế hoạch bắt Trần Mai. Mà cái bóp Lan để đây đâu rồi? Nghe, cái chị kia. Chị, ê, không phải. Chị. Mọi người xem, đây chính là thỏi son. Không phải, cái này không phải. Chính Mai là người đã lấy thỏi son này. Chị Lan, tôi không nói cho cô biết được thương hiệu của thỏi son này là 5AE. Tại sao cô lại biết được nó? Chưa kể có một việc, đuôi của thỏi son này có một tờ giấy ghi chữ H. Chính tôi đã ghi tờ giấy này. Vậy suy ra chính Mai là người đã lấy thỏi son này. Chị, em không có lấy. Tôi không có lấy mọi người ơi. Con Bích nó vô ăn cho tôi. Nè em, đã ăn cướp mà còn la làng hả? Loại người như em ở trong công ty này không chứa. Em dọn đồ ra khỏi công ty ngay cho chị. Chị, em không có lấy. Tiễn nhau. Thôi mọi người cùng có lôi với lại Bích mà. Thôi, cho Bích chả vỗ tay đi chứ hả? Con này mà có ở ngoài nó cho một bột tai là đi luôn. Dám đối xử với mẹ như vậy. Năng cục phim mà ai vui cái giờ lên gì không biết nữa. Vô đi. Dạ chào cô. Cô ơi, cô coi lại giùm tôi á, cái lương thưởng tháng này của tôi hình như là bị sai rồi đó cô. Không phải vậy cô, nhưng mà thưa cô, doanh thu của công ty mình tháng này á đã cấp 1, lẽ ra là tôi được công ty thưởng thêm 2 triệu nữa đó cô. Hóa ra là chuyện đó hả? Đầu tháng công ty có thông báo là 50% đó giữ lại, 6 tháng sau thanh toán. Đề phòng mà có ai á mắc lỗi hay vi phạm gì á thì trừ thẳng vào tiền lương đó. Sao, còn thắc mắc gì nữa không? Dạ, cô ơi, cô thông cảm, tại vì cô chưa thông báo nên tôi không biết. Với lại cô, trước giờ á, chế độ của công ty mình nó như vậy rồi, tự nhiên cái giờ thay đổi, cái kẹt cho tôi lắm á cô. Ông nhiều chuyện quá, kẹt á, đó là vấn đề của ông. Còn chính sách công ty á, đã ra như vậy rồi, thì không có thay đổi được. Lèm bèm quá. Xíu nữa tôi sẽ thông báo mail cho tất cả mọi người, để mọi người khỏi thắc mắc về vấn đề đó. Còn bây giờ ông đi ra ngoài đi, tôi dạ. Không có giải quyết vấn đề đó, đi ra đi. Dạ. Nói nhiều quá nha. Dạ chào cô. Đi ra. Làm bảo vệ mà làm như là ông nội người khác á. Đòi tăng lên tăng xuống, có cho là may rồi. Nhiều chuyện. Mấy người này á, gặp mình mà là chủ tịch mình sẽ đuổi hết. Chú mình là còn hiền đó. Làm mất bộ phim hay. Con này hình như không được giáo dục hay sao á. Nó cũng tinh bích giống mình, mà sao nó không giống mình tí nào á. Mất dạy hỗn hào. Mày có ngày hả, bị khẩu nghiệp trời chu đất diệt cho mày thấy.
Chú. Trời đất ơi con bé này, chú dặn bao nhiêu lần mà vào phòng người ta phải gõ cửa đàng hoàng chứ, làm xúc sổ đồ của chú hết rồi nè. Trời đất. Vậy con nhặt cho chú. Thiệt tình đó, con gái con đứa chứ mà kỳ cục à. Chú cứ la con hoài à, cho người nhà đấy con mới dạy thôi. Là người nhà chú mới dạy con đó. Mà nè, dạo này công ty có chuyện gì không con? Công ty của mình không có chuyện gì hết. Có con ở đây làm sao có chuyện gì được. Đứa nào mà dám lộn xộn, con trộn gỏi nó liền. Hay quá ha, đòi trộn gỏi người ta nữa ha. À, được rồi, mà nè, công ty có chuyện gì á, giải quyết được thì giải quyết, còn không thì báo chú liền nghe không? Dạ. Dạo này chú hay ra ngoài công tác cho nên là ráng giúp chú. Chú cứ yên tâm đi, chú Phát mà là số 1, Bích là số 2 thì không ai dám là số 3. Chú phải tin tưởng ở con. Rồi rồi, chú tin. Thôi, đi làm việc đi. Dạ, thôi con đi làm việc nha chú. Bye bye chú. Sửa chị cái máy tính đi. Dạ chị để đi, lát em coi cho. Giờ em đang nói chuyện khách hàng xíu. Lát cái gì mà lát, làm liền cho chị đi. Khách hàng cái gì? Trong vòng 2 tiếng làm không xong lập biên bản trừ lương. 2 tiếng nghe chưa? Lo tập trung làm việc đi. Nhìn cái gì? Bình thường à mẹ ơi, mà bữa nay á chú nói là con phải quản lý công ty thay chú, do chú hay đi nước ngoài với lại hay đi công tác á. Mà con nói mẹ nha, mấy đứa ở trong công ty này hả, nó lì như quỷ vậy á, còn lười biếng nữa, làm ít mà đòi hỏi thì nhiều, lúc nào cũng em thế này em thế kia, muốn tăng lương nhiều chuyện hết sức. Con hả, là con muốn đuổi việc hết luôn. Cô ơi, vừa vừa thôi cô, đòi đuổi hết người ta rồi á, ai làm cho chú cô? Vô đó mà học hỏi rồi phụ giúp việc cho chú cô nghe chưa? Con à, dữ quá, làm sao mẹ kiếm con rể cho được. Mẹ lúc nào cũng vậy hết. Con nói với mẹ nha, con mà đẹp nhì là không có đứa nào đẹp nhất hết đó. Mà mẹ kỳ cục kẹo ghê, lúc nào cũng vậy hết. Thôi, con bận rồi nha, nói chuyện mẹ sau nha. Chưa lựa xong đồ uống nữa, uống cái gì bây giờ được? Chân châu đi. Alo, Thư hả? Đặt cho chị một ly chân châu đường đen, nhiều chân châu, nhiều bánh bà lăng, nhiều topping. Sai lớn nha em, trả tiền cho chị đi, rồi mang lại văn phòng cho chị. Lẹ lẹ nha, khẩn trương, chị đang khát nước lắm. Nhân viên gì đâu chán hết sức. Tím hả? Xanh. Tím. Xanh. Bóng này con, bóng này. Bóng. Nhí. Ây. À. Nhưng ít hai. Ây. Bóng này. Tím. Trứng. Ừ. Xem mail em gửi cho chị chưa? Việc giùm em để em báo khách. Hợp đồng này lớn lắm, gấp gấp giùm em nha chị. Gấp cái gì mà gấp, mệt quá. Mai thì gửi, mốt thì gửi, còn quá nhiều hồ sơ chưa làm nè. Gì mà có hối hoài. Có nhiều đó cũng tự giải quyết nữa. Làm đi. Bội. Trời ơi, cũng xong. Nhân viên hại không. Nghiệp gọi. Game mà gọi cho tao trừ lương hết. Nấu nè.
Ý chứng nè. Khách hàng yêu cầu đền hợp đồng cho người ta là sao hả? Cô làm việc cái kiểu gì đây? Hôm qua tôi nói với Ngọc gọi cho chị hối chị cái hợp đồng này rồi, chị không giải quyết thì bây giờ người ta đi tìm nhà cung ứng khác thôi. Chỉ có cái việc là thương lượng với khách hàng thôi cũng làm không được là sao? Tôi thuê mấy người vô đây á là để làm được việc, chứ không phải là tiền trên trời rơi xuống để bố thí với mấy người, hiểu không? Còn nếu mà nhắm nó quan trọng á thì phải gọi báo tôi nhiều lần, nhắc một lần làm sao tôi biết nó quan trọng như thế nào. Còn cô làm hết hợp đồng này á thì đền hợp đồng đi, tháng này trừ hết vào lương. Gì? Cô nói cái gì? Cô đừng có quá đáng nha. Cô muốn trừ lương chứ gì, đúng không? Trời ơi, tôi nói cho cô biết, cô khỏi đuổi, cô khỏi trừ lương, cô cũng khỏi dạ gì hết trơn. Chính thức ngày hôm nay tôi nghỉ việc. Làm hư hợp đồng rồi, chứ nghỉ là nghỉ hả? Chuyện đó, chị đấy cũng đơn giản thôi mà. Tôi nói cho cô nghe, tụi tôi vô đây làm công ăn lương, hưởng công sức từ mồ hôi, chứ không phải là làm ô xin để nghe cô làm mái thiên hạ. Tôi nói cho cô biết nè, từ hồi mà cô vô đây cô không có biết làm cái gì hết trơn á, hợp đồng cô cũng không biết giải quyết, công việc thì cô trì trệ, rồi bây giờ cô đổi thừa cho tụi tôi. Tôi nói cho cô nghe, ở đây thì tôi muốn nghỉ hết rồi, làm ở đây là vì chú của cô thôi chứ không phải là vì cô đâu. Cô không, cô hỏi tôi nói đi, tôi có muốn nghỉ không? Tụi đây, tụi bay có muốn nghỉ không? Hay có ngon á thì nghỉ hết đi, đình công hết đi, vào đây làm việc chứ không phải nhận đồng lương bố thí từ người khác, hiểu không? Công việc thì không có trách nhiệm, làm việc thì không được, còn đổ lỗi cho người khác hả? Tao nói cho tụi mày biết, tao là cháu gái của giám đốc, ở đây tao là người có quyền, nên tao là người sai khiến tụi bay. Tụi bay làm việc không được mà còn dám to tiếng với tao hả? Xin lỗi nha, không có đồng lương của chú tao á thì tụi mày cũng chết đói hết, hiểu không? Dạ, dạ. Còn cô làm sai hợp đồng thì đền hợp đồng đi. Vinh, qua phòng chú. Để coi coi làm sao. Cái thái độ của con khi nãy như thế nào hả Bích? Tụi nó đổ thừa con là làm hư hợp đồng, tụi nó còn đe dọa lên mặt với con nữa nên con mới làm như vậy thôi. Với lại con làm như vậy là để bảo vệ công ty mình mà. Con nghĩ con làm gì là bảo vệ công ty hả? Một công ty mà muốn phát triển thì phải có sự quản lý, sự phối hợp nhịp nhàng giữa những nhân sự với nhau. Con không coi người ta ra cái gì cả. Từ những ngày đầu vào công ty này, chú đã luôn nhắc nhở con là cái thái độ làm việc. Chú không ngờ con sắc sược đến như vậy. Chú nói con sắc sược hả? Tụi nó chỉ là nhân viên thôi mà tụi nó dám hỗn sược với con. Chú cho con cái quyền quản lý công ty á thì đó là quyền của con, mà tụi nó dám lên đầu con ngồi. Con nói cho chú biết, tụi nó dám hỗn với con á thì đó là lỗi của con, nhưng mà tụi nó dám đình công thì đó là lỗi của chú. Đủ rồi Minh, con đừng có nghĩ con là cháu của chú, không muốn làm gì làm nữa chứ. Chú cho con hai lựa chọn, một là nghỉ việc ngay, còn hai đi về nhà tự kiểm điểm lại mình, chừng nào biết lỗi thì quay lại đây làm việc ở một vị trí khác. Và chú sẽ báo chuyện này cho ba con biết về những hành vi và thái độ của con. Chú cho con xin lỗi nha. Chú đừng có nói chuyện này với ba con. Ba con sẽ giết con chết. Chú, con năn nỉ chú. Chú nói vậy thôi con tự hiểu đi. Đi về tự kiểm điểm lại mình đi.